Nhà đất Hiếu Nghĩa cũng xin mến chào cô chú anh chị và quý nhân đầu tư nha. Thì hiện tại nè, em cũng đang có mặt tại xã Kiến Bình thuộc huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An, và em cũng quay giới thiệu bán đến cô chú anh chị mình một lô đất với diện tích là 7.800 m². Thì lô đất của mình sở hữu mặt tiền mình nói tiếp theo con lộ đá này là được gần 60 m, thì ô tô xe tải là mình đi thoải mái luôn, điện nước là mình có ngay đất luôn nha cô chú anh chị. Đất mình hiện trạng nè là chủ đang canh tác làm lúa nè, còn phần canh gấp nè là rõ ràng luôn, pháp lý là sổ hồng công chứng liền tay cho cô chú anh chị mình luôn nha. Còn phần đất mình thì nằm trong diện đê bao xả lúa là quanh năm luôn nha cô chú anh chị. Thì trước đất nè là có phiêu kênh luôn, thì một kênh sáng thì cũng khá là lớn luôn cô chú anh chị ơi. Thì cái tuyến đường này là mình ra ngay Sài Gòn nè, rồi mình đi về quốc lộ 62, thì chỉ cách quốc lộ 62 thì tầm khoảng là từ 2,5 km nha anh chị. Còn anh chị mình từ Sài Gòn về tới ngay đất thì tầm khoảng là 70 tới 100 km nha anh chị, cũng phụ thuộc vào khu vực của cô chú anh chị mình đang ở nha. Còn phần dân cư ở đây thì cũng cỡ khá là đông luôn anh chị, cô anh chị mình nhìn thấy nè. Còn cái tuyến đường mình đi ngược lại á, thì tuyến đường này mình về ngay huyện Thạnh Hóa nha quý anh chị. Và sau khi quý anh chị mình ở Sài Gòn á mà về đây muốn ở định cư á, thì ở quê em không có gì bằng có đồ ăn, thì quý anh chị mình muốn về đây ở định cư thì mình có thể mình mua một cái tay lưới nè, rồi mình mua cái lờ, cái lợp, thì mình đặt gian gian men sông này thì cá cũng khá là nhiều luôn, kiếm đồ ăn thì thoải mái luôn. Còn ở xung quanh lộ nè thì mình có rau đồng nè, như là nhãn lông, hoặc là mình bẻ xin những cái bắp chuối nè, thì mình nấu canh chua cũng khá là ngon luôn anh chị. Không khí thì trong lành luôn anh chị ơi, gió rất là thoáng mát luôn. Và phần đất này thì chủ em cần bán với mức giá là 180 triệu cho 1.000 m², thì cô chú anh chị mình không đủ tài chính á thì chủ em dẫn các bán từ 3.000 m² ăn lên nha quý anh chị. Và khi quý anh chị mình mua lô đất này cần bên em hỗ trợ về mặt pháp lý, giấy tờ chuyển đổi mục đích thì bên em vẫn hỗ trợ cho cô chú anh chị mình về mọi mặt pháp lý, giấy tờ khi quý anh chị mình có yêu cầu nha. Và quý anh chị mình cần biết thêm chi tiết về lô đất này và muốn xem thực tế thì hãy liên hệ trực tiếp với Hiếu Nghĩa nha, với số điện thoại của em là 0816556639. Em sẽ luôn luôn kết nối cho cô chú anh chị mình xem đất thực tế và mình gặp ngay chính chủ, giấy tờ giá cả trực tiếp ngay chính chủ nha quý anh chị. Và em cũng xin cảm ơn cô chú anh chị gần xa đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh Nhà Đất Hiếu Nghĩa nha. Và em xin chào ạ.